Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Miền Bắc nắng mạnh kèm mưa bất chợt, dồn lũ ở Hà Nội còn ngập lụt đến 10 ngày. Miền Bắc gia tăng nắng ở nhiều nơi, thuận lợi cho việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão lũ, đề phòng vẫn xuất hiện mưa vào chiều tối. Lũ trên các sông đang rút chậm, trong đó ven sông ở Chương Mỹ, Hà Nội còn ngập đến 10 ngày. Ngày 14 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế khí tượng trên phạm vi cả nước trong thời kỳ từ 14 đến 20 tháng 9. Theo đó, khu vực Bắc Bộ thời kỳ này chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ 15 đến 16 tháng 9, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cũng thời kỳ này, khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ 16 đến 17 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, Trung và Nam Trung Bộ từ 14 đến 19 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngày 20 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời kỳ từ 14 đến 19 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Đến 20 tháng 9, khu vực này ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Thời tiết Hà Nội thời kỳ này cũng được dự báo tình thế cơ bản như khu vực miền Bắc với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 15 đến 16 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Vùng ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ từ ngày 9 đến 11 ngày mới rút nước. Liên quan đến tình trạng ngập lụt ở nhiều vùng trũng thấp, ven sông, bãi bồi ngoài đê ở một số tỉnh miền Bắc, chiều nay, trong bản tin phát lúc 15:30 về tin lũ trên các sông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chi tiết. Theo Phó Giám đốc Hoàng Văn Đại, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Mực nước lúc 13 giờ chiều nay trên các sông như sau: sông Cầu tại Đáp Cầu 6,8m, trên báo động 3 0,5m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,23m, dưới báo động 3 0,07m, sông Lục Nam tại Lục Nam 5,4m, trên báo động 2 0,1m, sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,27m, trên báo động 3 0,27m, sông Thái Bình tại Phả Lại 5,19m, trên báo động 2 0,19m. Đặc biệt, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, Phú Thọ, trên sông Lô tại Tuyên Quang, Vũ Quang, trên sông Hồng tại Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội đã xuống dưới mức báo động 1. Dự báo, trong 24 giờ tới, tính từ 15:30 ngày 14 tháng 9, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình có xu thế xuống chậm, phổ biến từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Cụ thể, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Trên sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2, trên sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2, trên sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1. Ông Đại nhận định, với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới, thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Trong đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 9 đến 11 ngày, ven sông Tích khoảng 6 đến 8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2 đến 4 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng Thái Bình, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn. Cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo sông Thái Bình, sông Cầu, sông Hoàng Long cấp độ rủi ro thiên tai do lũ vẫn ở cấp 3, sông Thương, sông Lục Nam cấp 2. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.